câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Ngô mưa bước dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đã đang trống chậm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ, và một dòng đó nữa vẫn neo đậu bên xưa. Lang thang đi một phương trời, đánh về sông quê tao tham ma. Sống dám biết khi mô cho cạn. Người ơi, đục trong nhục vinh hỡi người. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Em đến rằng đến duyên, em đến trong năm ấy. Hát lại giọng đó nữa, biết khi mô cho cả. Người ơi, đục trong câu hát chảy lòng. À, xin mến chào tất cả các bác. À, hôm nay giới thiệu với các bác là một bộ dàn karaoke gồm đẩy class hát các bác nhé. À quên, class D. Không phải class hát, class D. Và điều quan trọng nhất là sử dụng có một đẩy và một vang thôi, và giá cực kỳ rẻ. Giá hiện tại cho bộ dàn này là 12.300.000 đồng, trừ luôn 500.000, còn 11.800 các bác nhá. Sử dụng một cục đẩy D850. Cục đẩy D850 này nó là 850W trên một kênh và có thể đánh được một đôi bass 40 đấy, hoặc là hai đôi bass 30 các bác nhá. Đấy, các bác có thể tùy chọn lấy một cục đẩy 4 kênh. Hai cục đẩy này giá bằng nhau là giá 4.1 triệu các bác nhá. Một chiếc vang KM80X chống hú cực tốt và eco mềm mượt, có tích hợp sẵn gì vợt, các bác có thể chỉnh gì vợt riêng biệt với 8 chế độ effect các bác nhé. Các bác có thể mua bộ dàn với cấu hình có thể là chọn loại MV12 hoặc là đôi loa JBL712, giá 5.7 triệu. Đấy, thì tổng bộ dàn này nó rơi vào tầm khoảng độ 12.300.000 đồng. Và bên em khi mua một bộ dàn mà có loại EFV12 hoặc là đôi JBL712 thì giảm ngay 500, còn 11.800 các bác nhé. 11.800 mà được một cấu hình như này thì tuyệt vời. Các bác có thể tùy chọn sử dụng vang cơ này, vang này, chiếc vang này thì nó như vang số rồi, hoặc là các bác chọn thuần vang số thì có chiếc MBK 6000, giá là 2.6 triệu, hơn chiếc vang này 100.000 thôi. Đấy, thì chúng ta có thể thêm 100.000 nữa lấy một chiếc vang số. Đấy,
rất dễ chỉnh có cầu quang. Chiếc vang số này có cầu quang các bác nhé, rất dễ chỉnh và có cầu quang, tiếng rất là hay. Đấy thì các bác có thể tùy chọn hai cấu hình như vậy. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới này để mua hàng, hoặc là truy cập vào website Thắng Cao Audio để đặt hàng các bác nhé. Và vào trong website chúng bọn em có tất cả các sản phẩm. Đấy, tất cả các sản phẩm các bác có thể thẩm âm theo anh em thẩm âm. Hiện tại em đang đánh với tôi loa 712, tiếng rất là hay. Đấy, bass rất là lực và chép rất là tan. Đấy, đôi chiếc 850 này có thể đánh được một đôi bass 40 hoặc là hai đôi bass 30 các bác nhé. Còn nếu các bác muốn đánh riêng lẻ từng kênh thì bác có thể ghép với T450, 4 kênh 450 bát kênh cũng có thể đánh được một đôi hai đôi bass 30. Rồi, ok. Thì các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em. Hẹn các bác ở những clip lần sau. Các bác nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất và ấn chuông để nhận những thông báo các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác. Hẹn các bác ở những clip lần sau ạ.